Yeah. Anh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen trời khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong căn chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, chăm phần trăm mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Biết là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đồng tộc và khóa SMO mấy thằng trẻ châu. Ok. Đã nhiều lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền. Hello tuần mới. Hello chào các bạn nhá. Chúc bạn tuần mới vui vẻ. Anh cảm ơn Béo nhá. Dạo này Béo tham minh là hơi chuẩn đấy nhá. Cứ lên stream cái là Béo lại đập vào mặt 10.000 ngay nhá Béo nhá. Con chuột mình bật thế nhở. Làm hớp nước chào mừng tuần mới đấy. À. Chiều vừa đi làm cốc cà phê xong. Cảm ơn Hữu nhá. Ừ, chúc cháu thi tốt nhá. Người ta bảo là cà phê sẽ khiến cho một người đàn ông trông mạnh mẽ hơn, sẽ khiến cho khả năng sáng tạo của con người nó vượt quá giới hạn của một người bình thường. Uống xong chả thấy được cái đéo gì ngoài chuyện bùn rủn chân tay ạ. Mẹ ạ, từ chiều đến giờ người cứ như kiểu con rối các bạn. Người cứ kiểu oằn oằn, lọt toàn là vằn ấy. Khổ vãi. Bưng bát cơm mà đéo được. Bây giờ cầm mà chuột cũng thấy nặng. Thì đéo nào nhỉ? Làm cái nào để hết say cà phê nhở? Cay vậy. Hôm nay cô đu kỳ thủ á, ở thứ năm mà. Chết mẹ rồi, tôi còn chưa kịp làm cơ. Thế mấy hôm nay bận quá. Thì là tối nay nghỉ sớm cái bắt đầu ngồi làm. Cảm ơn Minh nhá. Ừ, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Này chơi game kinh dị tiếp mà thôi. Thỉnh thoảng chơi thôi. Mẹ ạ, các ông xem thì sướng như tôi chơi sợ bỏ mẹ đi. Không phải mẹ ạ, nếm trải cảm giác là ngồi chơi game kinh dị cơ. Nó khác hẳn với cả một người xem nhá. Cảm ơn Hưng nhá, các bạn nhiều. Tôi ngồi xem người khác chơi game kinh dị tôi cũng thấy buồn cười của mẹ, thấy vui mẹ. Nhưng mà đến lúc mà mình ngồi chơi thì thấy rồi thôi.
Sợ lắm. Đái ra quần đấy. Ê, ngày mai tôi nghỉ giờ chim đấy nhá. Mai cưới thằng Khôi mõm nên là kiểu đéo gì mai cũng nhậu say. Cảm ơn Khoa Hải nhá. Mai em đi thi bằng anh trai, chúc em một câu phát. Bằng gì? Bị che rồi. Cảm ơn Edo nhá. Ồ, cảm ơn em nhiều. À, đang ngồi xem ông đằng sau ông đi thi bằng gì mà đéo biết, nó thể ông donate khéo thế nhở. Đúng cái hình nó che đi luôn ạ. Cảm ơn mẹ nhá. À, GT anh phá đảo rồi. Để hôm khác nhá. Cảm ơn Quốc Anh nhá. Lần này ông đừng có delay cuộc đua kỳ thú, không là lại lăn đùng ra dỗi đấy. Thế tôi có muốn delay đéo đâu. Hôm trước bọn tôi vào test. Đúng ra hôm nay, đúng ra đợt này tôi định là tôi quay cho các ông xem cái quá trình mà tôi làm quả cuộc đua kỳ thú. Từ cái lúc mà tôi lên kịch bản cho đến lúc tôi vào test, xong rồi đến lúc quay nhiệm vụ clip các thứ, edit các kiểu như nào. Tôi đéo có con mũi đốt ở đây nhở. Cảm ơn Trung nhá. Anh cảm ơn Linh nhá. Rồi cuối tuần nhá, cuối tuần nhá. Cuối tuần bắt đầu chơi Legend Trần Thái Linh nha các bạn nha. À, đốt đỏ thế nhở. Không một câu từ tiếng Việt nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của anh. Người có vẻ đẹp không góc chết. À, góc chết là góc đéo gì. Cảm ơn Bo nhá. Nhuận chàng, nhuận chàng là sao em? Nhuận chàng có nghĩa là đi ỉa dẻo à? Anh cảm ơn Bo nhá, cảm ơn Mộng Thi nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Mạo thề, người buồn rùn, nó đầu óc nó cứ bị chậm chậm thế đấy, không nghĩ được một cái gì cả. Cảm ơn Dây nhá. Em đi du học có mỗi anh là niềm vui mỗi ngày. Hôm nói xa xa niềm vui các kiểu. Hôm mà trước tôi đi ăn cưới. Cưới thằng Trung Violin mod của tôi. Chính là nó làm tôi mấy năm rồi đấy. Đi ăn cưới xong rồi đám cưới nó có bà chị như là mợ thằng Trung sao ấy. 40 tuổi rồi. Ra ngồi nói chuyện mà chị có thể chụp với em kiểu ảnh được không? Bảo dạ vâng được chị ạ. Chị là mợ của Trung, chị 40 tuổi rồi nhưng mà chị rất là hay xem em thì từ đầu tôi cứ nghĩ là chị rất là ngưỡng mộ em thì từ đầu tôi nghĩ là chắc là chị xem sắp nhập ngũ hay gì đấy. Xong về sau đừng nói chuyện lúc thì hóa ra chị xem livestream của tôi bao nhiêu năm nay rồi. Ngồi tâm sự ý ê các kiểu. Chị rất là cảm ơn em vì những lúc mà chị cảm thấy cô đơn mệt mỏi nhất thì chị ngồi xem stream em cảm thấy tinh thần rất là thoải mái. Thoảng gặp kiểu mấy người lớn tuổi thế cảm thấy nó vui. Vui. Cảm ơn Nguyên nhá. Chúc em ngủ ngon. Cảm ơn em nhiều. Xem MV mới của Đen đi anh ạ. À, anh vừa mới thấy rồi nhưng mà anh chưa kịp xem thôi. Tí nữa qua bên Imo xem. Xem bên này mẹ ăn một gậy đấy. Người ta vừa mới ra MV xong mình tự nhiên xem luôn ở trên YouTube có mà dở hơi à. Không được. Cảm ơn Quý nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn Hải. Ở đấy, mai lại còn đi cắt tóc nữa chứ. Đấy, vừa nói xong có ông bảo sau tóc anh mọc dài đấy rồi, tại vì mấy hôm nay tôi lười cắt, tại đéo phải lười đâu mà nhiều khi thằng Phong nó cũng bận, tôi cũng bận. Sau những hôm tôi rảnh thì thằng Phong nó lại bận, mà mấy hôm thằng Phong nó bận tôi lại rảnh. Loanh quanh đéo cắt được cái đầu. Tí tôi gọi điện nó, tôi hẹn có lịch ngày mai đi cắt tóc phát. Trông nó đẹp dài đi ăn đám cưới phát xem nào. Anh Hiếu đi Đà Lạt có vlog hấp dẫn lắm. Wow. Let me check. Cứu được buổi stream luôn. Femesis. Nhạc hôm nay cứ eo nhỉ. Đổi nhạc này đi. Ui, nó mới post được 2 tiếng trước mà bây giờ mình ngồi xem luôn thì nó có phải là quá đáng không nhỉ? Khám phá quán ăn ngon nhất ở Đà Lạt. Femesis từng trải nghiệm Đà Lạt Vlog 2022. Tí nữa xem đi, tôi nhìn thấy rồi. 28 phút thì tí nữa anh em ngồi nói chuyện đến tầm 11 giờ xem là vừa này. Cảm ơn Phan Anh Đột nhá. Anh có thể vuốt vuốt quả tóc cho em chụp một kiểu được không anh? Kèm một nụ cười tươi. Tôi đéo được. Tóc tôi mẹ gom ghiếc keo kiếc các thứ vào rồi. Bây giờ tôi động vào là nó bị hỏng ngay. Nó dạo này tóc tôi bị làm sao ấy. Trước là tôi uốn xoăn đúng không? Uốn xoăn thì bây giờ các ông nhìn này, cái chân tóc cũ của tôi bây giờ nó mọc là nó là tóc thẳng. Còn cái tóc cũ ngày xưa nó là tóc xoăn. Xong rồi bên nó cứ bị kiểu nó như thế nào nhỉ? Cái đoạn này nó cứ vuông vuông thẳng thẳng, cái tôi toàn phải vuốt ngang ra như thế này, không phải trông nó cứ thế đéo nào. Cảm ơn Linh nhá. Tôi hôm trước tôi đắn đo mãi về cái vấn đề là tôi có nên đi làm prim lock không. Prim lock là cái tóc mà xoăn xoăn con sâu như kiểu thằng Tùng ấy. Làm cái đấy thì nó đỡ mất công bảo dưỡng, mà tôi chỉ sợ là trông nó buồn cười, xong về các bạn cứ chê tôi ê ê ê ê xong kiểu
dạo này thì view đã tụt rồi, xong tự nhiên mình lại đi làm thêm quả đầu trông mẹ nếu đéo hợp với mặt nữa thì nó lại càng có lý do để người ta đéo xem mình. Cứ bị đắn đo mãi mà tôi để cái kiểu tóc này bao nhiêu lâu rồi thấy nó thấy đeo nào. Tôi để nhiều, tôi để lâu đến cái mức mà cái ngôi tóc này của tôi này tôi rẽ bao nhiêu năm rồi nó có dấu hiệu như kiểu là nó bị hói mẹ đấy. Đây là đúng cái xoáy của tôi luôn, đầu tôi hai xoáy giống thằng Tùng với là thằng Cáo, dụng mẹ hết bên trên rồi, chụp ở bên trên xuống trông như thằng hói ấy. Bây giờ tôi muốn làm xoăn đi một thời gian để trông nó khác khác một tí, làm mới bản thân luôn. Ôi giời ơi, hôm trước tôi vừa mới gặp thằng Quang cá sấu xong thì nó cũng bảo là để chuẩn bị phôi đã, nó đập được con BKK đang là cộng 1, nó đập lên cộng 4 rồi tôi mới thả được cộng 5 chứ. Từ từ chứ, quên thì quên thì đéo nào. Bây giờ mà tôi bảo các ông là vốt cho tôi con đi làm đầu xoăn vậy như con sâu không thì kiểu đéo với trông, chứ cả bảo có. Đầu tôi mà xấu thì các ông lại càng vui, tôi biết thừa. Anh em xem nhau bao nhiêu năm rồi toàn. Cảm ơn Tuyên Diệp nhá. Ừ, chúc mừng sinh nhật em, cảm ơn Hoàng Nam nhá. Hey, bong hay à? Chào Nam nhá. Mới cần đéo gì, mình già mẹ rồi các bạn. Tôi thích kiểu để kiểu đầu thì trông nó chiến chiến một tí. Để đầu này cũng được, chẳng qua là lâu, để lâu quá thì trông nó hơi bị cũ thôi. Ông Khánh An nhá. Ô kìa, ai tha tôi. Vớ vẩn. Đó, Bon nhá. Ừ, cảm ơn em nhiều. Ôi, cố lên em ơi. Bây giờ nói chung là nó cũng có nhiều nghề mà có những cái nghề mà phù hợp với cả những người mà sức khỏe yếu. Cảm ơn Quý nhá. Này anh có hát tiếp không? Thôi, hát đéo gì. Thỉnh thoảng cuối tuần, thực ra cái content mà anh em mình ngồi nghe nhạc cuối tuần lâu lắm rồi, ngày xưa hay làm chứ chẳng có bây giờ lâu lắm rồi mới làm lại, cũng vui. Tôi nghĩ là cuối tuần thỉnh thoảng anh em mình nên có một cái buổi cùng nhau ngồi nghe nhạc, cùng nhau hát, cùng nhau sống trong cảm xúc của âm nhạc một tí. Thỉnh thoảng âm nhạc nó vá được những vết thương trong tâm hồn đấy các bạn, nhất là những tâm hồn nào mà FA. Em biết đến Đen Vâu lúc xem anh mấy năm trước, giờ thành fan cả hai anh luôn. Qua mới đi xem Đen Lai sướng quá, giờ lại được gặp anh rồi. Lại Đen Lai ở đâu đây? Tôi ủ mưu từ ngày xưa, tôi xem có cơ hội rình rình, tôi có quả sự kiện nào hay là tôi gặp quả ông Đen Vâu một phát, tôi chụp quả ảnh xong rồi tôi ngồi uống cà phê ỉ ê tâm sự cả, nhưng mà chưa có cơ hội nào cả. Với cả là cũng ngại, người ta kiểu nghệ sĩ chứ các thứ, mình nhiều khi mình tiếp cận thì nó cũng có nhiều vấn đề, người ta lại bảo phêm phủng các thứ không hay, nhưng mà tôi cũng thích. Tại vì trông qua kiểu lời hát các thứ thì thấy cũng sống nó rất là đời, hiểu không? Ngồi anh em làm được với nhau cốc bia rồi. Xuống. Cảm ơn Hoàng Nam nhá. Anh có thể giải thích bộ môn lầy cỏ cho anh, môn nghệ thuật tôi không, tôi chịu. Tôi tôi lớn lên với cả cái tiếng lầy cỏ, nhưng mà tôi đéo biết lầy cỏ không ạ. Thực ra tôi còn đéo hiểu là cái bộ môn này như nào. Hình như là ra gấp đôi là thắng hay sao, nó giống quản tù tì nhưng mà nó biến tấu đi một tí, xong mà nó lại nói tiếng Tày. Ông hiểu nhá. Dạo này tôi đợt vừa rồi tôi về tôi thấy mấy ông bây giờ còn có kiểu lầy cỏ tiếng Kinh. Ừ. Thì 1, 2, 3, 4 đéo gì, nói chung là cũng vui. Cảm ơn Việt nhá. Đây chắc ông đéo biết, ông đéo biết bộ môn lầy cỏ đâu đúng không? Ui buồn cười vãi cả lìn, nghe nó hài lắm các bạn ạ. Cảm ơn Nguyên nhá. Thưa anh Độ, cửa sổ tầng 2 xà bì trưởng khá nhiều mạng nhện. Hôm trước ăn tí nữa em thấy thành, tí nữa em thành Spider-Man. À thế à? Anh để cuối tuần này anh sẽ đi khảo sát em nhé, xem mà tình hình dạo này quán xá như thế nào, mà anh em mà trông có vẻ report mấy phát. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được cái mail hôm trước vừa nhận được xong. Là tại sao, nhưng mà kiểu nào hay không ạ, ông kiểu mở quán ăn nhiều ông khó tính bỏ mẹ đi. Bây giờ quán ăn đéo nào nó chả có camera. Nhiều ông gửi quả mail dài vậy đấy, tâm thư về vấn đề quán xa bị trưởng. Xong rồi bên dưới kêu là em cũng vào quán từ giờ này, em đợi khoảng 30 phút, xong rồi 30 phút thì lấy được uống được cốc nước. 15 phút sau là tổng 45 phút em mới nhận được cơm. Xong cũng hỏi là mặc quần áo màu gì các thứ. Xong rồi đến lúc check cam lại thì thấy 10 phút thì ông đã nhận được cơm rồi. Cũng không dám nói lại thành cãi khách. Còn cái vấn đề vệ sinh các thứ thì cái đấy thì để cuối tuần này tôi đi xem nhỉ. Cảm ơn Boom nhá.
Cuối tuần này hai vợ chồng tôi vào Sài Gòn tí, nên là xin phép các bạn là nghỉ thứ bảy chủ nhật tuần này nhá. Báo trước các bạn đến gần ngày tôi sẽ báo lại một lần nữa xong. Khi anh mới làm mà view lẹt đẹt thì anh có cảm giác thế nào? Ui vui vãi cứt ra em ạ. Mẹ áo đéo như bây giờ đâu. Ngày xưa thích làm đéo gì thì làm, thích nói đéo gì thì nói. Mà ngày xưa lại còn có dấu hiệu đéo quan tâm về cái vấn đề bản quyền như YouTube cơ. Mẹ mà xem cả MV nước ngoài luôn mà nhạc nhẽo có thứ dẩy ầm ầm các bạn. Nói thì không tự ái nhưng mà ngày xưa thì người xem người ta cũng không khó tính như bây giờ. Bây giờ thì ngoài việc làm streamer ra thì kiểu người ta coi tôi như kiểu là một người kiểu có sức ảnh hưởng với giới trẻ, xong rồi lời nói các thứ là phải giữ, xong rồi các thứ. Nên là nhiều khi tôi cũng thấy đúng. Nên là cũng đéo được thoải mái như ngày xưa. Nhưng mà chia sẻ thật với cả các ông là ngày xưa livestream tôi cảm thấy vui hơn. Còn view lẹt đẹt thì cái đấy thì quan trọng đéo gì, ai làm chả thế. Nó là một ngọn núi, ai cũng thế. Nó là nếu như các bạn vẽ theo một đồ thị thì đồ thị cuộc sống của ai nó cũng giống như một ngọn núi. Trong một cái nghề ấy, thời điểm đầu nó lẹt đẹt, xong rồi nó sẽ có một địa điểm nó lên dần, xong rồi nó đến đỉnh cao, xong rồi dần dần nó sẽ xuống dốc. Và nó sẽ xuống đúng với cái thời điểm lẹt đẹt lúc đầu, là lúc đấy là nó chết con mẹ rồi các bạn. Lúc đấy là lúc nên rời bỏ của Hòa Minh Du mẹ rồi. Cảm ơn Long Bin nhá, cảm ơn Thanh Tùng. Tí nữa qua Nimbo nghe nhá. Ngày xưa tôi nhớ là cái đợt kỷ lục view của tôi, các ông biết mẹ mày lúc ấy được bao nhiêu không? 200 view. Mẹ mày là kỷ lục con mẹ rồi. Hôm ấy tôi nhớ nó làm Valentine ngày 14 tháng 2 năm 2017. Tôi làm quả kết nối yêu thương 2017 là 2018 nhờ đéo nhớ. Ừ, MC Valentine kết nối yêu thương. Mẹ em setup các kiểu, talk show các kiểu. Cái clip ấy bị xóa con mẹ rồi. Mẹ em hôm đấy đỉnh cao vậy đấy, được hẳn 200 view các bạn. Ui mẹ em, anh em lên nói chuyện vui vậy đấy. Mà đấy là kể chuyện ngày xưa đấy nhá. Mà view hồi đấy á, đéo phải là kiểu view như bây giờ, là các ông thành một cái thói quen qua bao nhiêu năm rồi thì tất nhiên là các ông cũng lớn lên mà. Tôi bây giờ lớn rồi, tôi cũng kiệm lời hơn, tôi cũng ít nói hơn, các ông thì cũng lười chat hơn, kiểu kiểu thế. Mẹ mà 200 view đợt đấy nhá, ông đéo nó cũng ngồi chat cơ. Mẹ mà kênh chat kiểu này vậy đấy. Trước mặt lúc đéo nó cũng phải có quả điện thoại để ngồi đọc comment của các ông. Mẹ đọc đéo kịp luôn mà. Bây giờ nhiều khi ngồi kể cả dùng phần mềm book view có thứ, có lúc lên mẹ 70-80 nghìn, nhưng mà nó cũng không tương tác nhiều như ngày xưa. Một là do thói quen người xem người ta cũng thay đổi, thứ hai nữa là ngày xưa đúng kiểu anh em mình thời trẻ trâu, các ông hiểu không? Tôi nói cũng nhiều, các ông chat cũng nhiều, chửi nhau cũng nhiều. Nhiều khi ngồi chửi nhau với cả mẹ mấy ông ngồi cái chat luôn mà. Vui vãi cả cứt ra. Hồi đấy chửi anh em đéo để bụng. Còn bây giờ mẹ mày ngồi chửi, thỉnh thoảng chửi mấy ông viewer. Mẹ ngày xưa tôi chửi cả mấy ông donate cơ. Để chửi vui vãi cả đái, mấy ông donate chửi lại cơ. Buồn cười vậy đấy, nhưng mà bây giờ đéo làm thế được. Bây giờ chửi xong kiểu đéo thì hôm sau chả có mấy cái bài kiểu mẹ thằng coi thường donate này, chửi hết cả thằng này thằng khác. Mẹ cái nghề đã ăn xin online, người ta cho tiền này lại còn chửi cái thứ. Cảm ơn Nam nhá. Cảm ơn Ronaldo nhá. Ui giời buồn đéo gì bạn ơi. Mẹ đá thế là hay rồi, thua có 4-0 rồi. Có gì đâu mà phải buồn. Không gì phải buồn hết. Bọn tôi đi đá mẹ sân 7 thua 10-0, 9-0 suốt, chứ có làm sao đâu. Thua trận 4-0 cứ phải buồn vớ vẩn. Cảnh kỳ nhá. Thời tweet còn hay giveaway. Tại vì tweet nó tích hợp mẹ mà sẵn cái giveaway từ ngày xưa rồi. Buồn cười vậy đấy. Nhưng mà vui. Chim bên đấy cũng buồn cười vậy đấy. Cái hồi stream bên tweet tôi nhớ mẹ mày hôm đỉnh cao nhất là lên được 4.000 view. Là hôm đấy ngồi nói chuyện với cả thằng Warden. Nó còn đi du học ở bên đéo nào, nó du học ở bên Anh. Hôm đấy lâu lắm đéo gặp nó, tự nhiên kết nối được quả video cu. Ủa hồi đấy video cu nó vẫn là một cái gì đấy kiểu xa xỉ vậy đấy mà. Anh em ngồi nói chuyện ấy, quả view lên hẳn 4.000 ạ. Đỉnh vãi cứt. Cảm ơn Thắng nhá. Cảm giác lúc mới lấy vợ như thế nào anh? 30 tuổi giận bế nên biết. Anh nghĩ là câu hỏi đấy nên quay ra hỏi thằng Khôi Mõm thì nó hay hơn. Chứ còn anh bây giờ nói về cảm giác mà ngày xưa khi anh lấy vợ thì anh chỉ nhớ được mang máng thôi. Thời gian qua đi thì mẹ dần dần cũng bị quên dần như vậy. Nhớ thì cũng nhớ được đấy, nhưng mà nó bị nhiều thứ nó chèn vào đầu quá nên là bây giờ đéo nhớ được hết. Em Cool Storm nhá. Mày có làm PUBG đua nữa không? Thôi trời, tí nữa qua Nemo rồi tính, cứ hỏi. Cái video nói chuyện thằng Gordon kia thì tôi đéo nhớ là bây giờ còn hay không ấy, nhưng nó trôi cũ đi đâu rồi. Nhưng mà bây giờ mà xem lại mấy cái video cũ nó không phù hợp đâu, chỉ bậy nhiều lắm.
Ôi xem lại những lúc tôi còn thấy gượng tai. Thì bệnh nhiều thật. Hồi đấy ạ, ai chúng giveaway bọn canh chác còn đờ mờ người chúng. Ừ đúng rồi. Cái rơi buồn cười. Nhưng mà ở bên tweet nó cũng như thế cơ. Cái văn hóa chat ở bên đấy là nó sẽ là spam, nó sẽ là chửi nhau. Kiểu mẹ mà nhớ lúc thằng sới chim thì việc của thằng sới chim, của thằng chửi thì cứ việc của thằng chửi. Buồn cười lắm. Xong rồi đến tầm tối muộn rồi bắt đầu mấy ông canh chat mấy ông có xem game đéo đâu. Ê nhiều khi người ta có mấy quả highlight đỉnh bỏ mẹ đi. Các ông cứ ngồi nói mấy cái chuyện cắt bao quy đầu này, cắt chỉ này, xong rồi là tán gái này, xong rồi mẹ đi massage này các thứ mẹ. Kiểu kệ mẹ, đây là cái kênh, đéo phải là kênh để xem sở chim, mà là cái kênh để bọn tôi ban đêm bọn tôi lên ngồi nói chuyện với nhau. Ờ còn ông làm đéo thì làm, ông thích chơi đéo thì chơi. Nó u ruột vãi cả đái ra thế. Nhưng mà nó thành quen mẹ luôn đi. Buồn cười mẹ cứt. Xem video ban quản lý tòa nhà Victor Văn Phú. Ui trời mẹ. Đấy nhiều chuyện này. Cảm ơn Thắng nhá. Ừ cảm ơn em. Cảm ơn Béo nhá. Anh thử tìm hiểu con game Hyper Tràn Ghè Unboxer trên Steam. Hyper Tràn Ghè Unboxer. Sao game mấy mẹ nghe giống game Việt Nam thế nhở. Unboxer. Unboxer. Hyper Tràn Ghè Unboxer. À đéo phải. Ui quả này trông giống Fork Life vậy đấy vậy. 27 APR 2020 là Genoji phép nó gì mắt. À tháng 4 à. Ui từ tháng 4 năm 2020 mẹ rồi. Viết lít vào cái nhá. Trông quả đồ họa này thì thôi rồi. Nhấp nháy quá đau mắt. Cảm boom nhá. Ao làng Elder Ring nhá. Ui có gọi ao làng Elder Ring cơ. Ngày xưa sao biết bị trĩ mẹ mà ông hỏi vãi cả cứt thật. Mẹ mà đít nó sưng lên như chùm nho ấy. Mẹ mà ngồi đéo ngồi được, khép đít đéo khép được. Mặc cái quần nó bị còn bị mắc nữa thì biết mình bị trĩ còn sao nữa hỏi. Soi gương thiếu đéo thích cách. Ông phải bị đi được ông mới biết. Hỏi. Cảm ơn Long Bin nhá. Mẹ mà đéo hiểu sao tôi bị cái vết bỏng này. Mẹ bao nhiêu lâu rồi đéo khỏi là thấy đéo nào nhở. Khó chịu với cứt. Check video của Hiếu Lợi phát xem. Để sẵn. Ôi nhưng mà video của Hiếu Lợi biết có bản quyền không? Trước tôi vừa lướt Facebook. Xong có ông đéo nào post cái ảnh ca sĩ nào đang hát ở Đà Lạt ấy bên dưới. Nhìn đéo sai được luôn. Thằng Hiếu Lợi. Nó đang ngồi nó đặt quả camera ở đấy trông lù. Mẹ ngồi lúc hai cái ghế. Cảm ơn Hiếu nhá. Em khởi nghiệp thất bại rồi anh cho em lời khuyên vậy. Thế khởi nghiệp thất bại xong rồi có rút ra được bài học nào không? Hay là khởi nghiệp thất bại xong chỉ thấy là mình mất tiền thôi chứ đéo thấy là mình được cái gì cả. Thế này còn thất bại nhiều lần em ạ. Công biết người giàu với cả người nghèo nó khác nhau như nào? Cái tư duy của người giàu với cả người nghèo á. Tôi đéo biết. Tại vì tôi đã giàu đéo đâu. Nhưng mà cái chuyện mà khởi nghiệp thất bại ấy, thì tôi nghĩ là những cái thằng giàu bây giờ thì nó cũng đã từng trải qua rồi. Nó phải thất bại thì nó mới có thành công. Nên là đéo gì phải buồn cả các bạn. Quan trọng là khởi nghiệp thất bại xong rồi phải đúc rút ra được bài học gì. Tôi nghĩ thế thôi chứ tôi ngu của mẹ chịu. Anh em mình cùng xem vlog của Hiếu Lợn đi. Nó như đang ở Hà Nội sao. Ngày mai theo lịch là tôi sẽ được gặp nó đấy. Mà kiểu đéo tôi gặp nó sẽ nhắc lại cái câu chuyện là khi nào đấm nhau. Ừ đau đầu lắm. Tè mè xít. Mẹ nó mới post được 2 tiếng mình ngồi xem luôn. Có làm sao không nhỉ. Nghĩ là chắc cũng không sao đâu đúng không. Tại vì mình cũng coi như là quảng cáo vlog cho nó tí. Kiểu như thế. Nhiều người xem hơn. Mà nó có dỗi mình không nhỉ. Thế mà mình hỏi nó thì kiểu béo thì nó cũng bảo là cứ xem đê không vấn đề gì cả. Cảm ơn Linh nhá.
Ừ đúng rồi, bạn bè mà đúng không? Không sao cả. Ừ, xem đây. Không sao đâu, tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Ui, hình như là cái áo drill này bây giờ nó thành như kiểu là một cái áo, mẹ nói như thế nào cũng nhỉ, đéo ai cũng mặc áo drill. Hôm trước vợ tôi cũng vừa mua cho tôi một cái áo drill xong, ai cũng mặc là thấy đéo nào nhỉ. Ui, mẹ Hiếu. Ơ Hiếu không hiểu lâu, xin chào các bạn đã nhỉ. Ui, lẩu gà lá é ngon vậy. Thế trông là thấy ngon mà. Là trải nghiệm đầu tiên. Ok. Wow, được đi cắm trại luôn ạ. À, thích vậy. Đây gọi là đi camping đúng không? Wow. Quay cho bọn trẻ con lên đây nó chạy thì thích với cứt nhở. Lại bay phải lại cả. Ủa, bên cạnh có con suối luôn ạ. Bê vậy. Đây đâu đẹp thế nhở. Hello, xin chào mọi người và đã trở lại kênh của Genesis. Hiện tại hôm nay đi ha, thì là gần như là cuối tháng 4 rồi, thì nó cũng rơi vào cái dịp nó phải gọi là lễ cũng khá là lớn ở Việt Nam. Và trong cái cơ hội này luôn là gia đình mình cũng bỏ một chút thời gian ra để có thể nói chung là đi nghỉ dưỡng, nói chung là đi du lịch, đi chơi đó. Lần này là gia đình mình chốt là đi Đà Lạt. Thì hiện tại bây giờ các bạn nhìn xung quanh mình luôn, nhìn cây cỏ các bạn cũng đoán được luôn là mình đang ở dưới Đà Lạt hiện tại. Nhưng mà lần này để nói ra nha, để nói cái đi chơi nha, thì lần này nó sẽ khác mấy lần trước khá là nhiều. Đa số các bạn mà thấy gia đình mình đi chơi đi thì nó sẽ luôn vào lọt vào một kiểu như là đi đến resort, xong rồi kiểu ngồi đấy chill, relax, bơi biết này nọ, có lẽ là nghỉ dưỡng. Nó đúng là ý nghĩa câu nói của nó là nghỉ dưỡng luôn. Hả? Nhưng mà lần này gia đình mình đã quyết tâm là đã đi và trải nghiệm cái sự khác, nó khác khác một tí. Bởi vì suốt ngày ôm cái resort hoài nó thật luôn là cũng hơi chán. Đó, thì hiện tại bây giờ là gia đình mình đã thật sự đã chốt lại là lần này mình đi Đà Lạt đó, là bọn mình đi để khám phá. Đó, không phải chỉ khám phá mỗi ẩm thực không thôi, đồ ăn không thôi, mà cũng là khám phá mấy cái nơi mà mình còn gọi là ở nữa. Mấy cái nơi nào mà nó lạ lạ, mới một chút. Đó, cái sự trải nghiệm đầu tiên của mình trong cái trip này á, đó là đi cắm trại. Đó, cái điều này mình nói thật các bạn luôn là mình đã chưa trải nghiệm qua, chưa trải nghiệm không đúng, nhưng mà lần cuối mình trải nghiệm chắc cũng phải cỡ lúc mình có khoảng 9, 10, 11 tuổi ở bên Anh. Đó, là gọi là lần cuối mình đi trải nghiệm cắm trại á, chứ từ lúc đó đến giờ là chưa bao giờ đi lại cả. Nhưng mà lần này mình đến đây mình thấy cái chỗ cắm trại của mình nó không phải cắm trại theo cái kiểu như là đi bụi đâu nhá. Ở đây thì cắm trại bên ngoài trời, nhưng mà bên đây nó có tất cả loại tiện nghi các bạn có thể cần thiết. Toilet này là có hết, điện thì có một cái khu gọi là khu chung. Eo ơi, ở chỗ này thì kiểu nó sẽ có một cái nhà vệ sinh chung cho tất cả mọi người à, đúng không? Của tất cả mọi người thì trong đấy tuy nhiên có điện này, có chỗ mà các bạn có thể sạc pin, sạc bít này nó lúc thì điện thoại sóng xích này nó các bạn vẫn có ở đây, chứ không phải là lên rừng mà có đi cắm đâu. Đó thì đó vẫn kiểu nó hơi cũng hơi kiểu hiện đại một tí. Theo mình biết là mình đã book ba cái nơi ở khác nhau, ba cái resort khác nhau, ba cái nơi mà gọi là nó không phải là resort hết, nhưng mà cũng là ba cái nơi mà còn bọn mình sẽ được nghỉ ngơi và mình có thể được trải nghiệm. Cảm ơn Si nhá. Rồi, tí nữa xem xong tôi check nha các bạn ơi. Donate tí nữa xem xong tôi check nha. Cảm ơn các bạn. Và đến để khám phá khác nhau. Đó, là hôm nay mình sẽ ở chỗ cắm trại này, xong rồi đến 9 giờ ngày sáng ngày mai là mình lại đi qua nơi khác. Xong rồi ngày kia nữa là mình đi qua nơi khác nữa. Đó là số như mình sẽ đi được đến 3 nơi trong một trip này lận. Và trong cái đường đi này chúng như mình sẽ thử cố gắng quay nhiều nhất có thể cho các bạn xem luôn. Một cái video không thôi mình sợ lại không đủ á, thì nếu mà nó lại bị quay nhiều quá thì cắt ra nhiều cái video ngắn cho các bạn xem. Cái chỗ này tên là cái gì Hoàng? Không biết. Ủa hai anh em trông giống nhau vãi cứt ạ. Thôn lũng. Đây là làng thôn lũng mà. Thôn lũng rồi đúng không? Mình đang ở thôn lũng đây. Tất cả cái gì mà đã diễn ra ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn luôn nhé. Alright, nói sao thì nói, nhưng mà Đà Lạt được một cái thứ mà thật sự không có đâu có thể so sánh được, đó chính là thời tiết.
để mấy bạn hình dung được luôn là cái thời tiết bây giờ là nó phải gọi là mát, là nó đang ở cái điểm mà thật sự không có thể pha nào được một chút nào luôn. Nó không có nóng, không có lạnh, gió có, ánh sáng có, hả? Nói chung là không có chê được ở cái đoạn nào luôn ấy, dễ chịu thật sự luôn ấy. Để nói về thứ để làm ở đây thì bên đây họ đã setup cho các bạn luôn khá là nhiều thứ để các bạn có thể được trải nghiệm qua. Nhưng mà đa số mình thấy xung quanh á là rất là nhiều game nó phải gọi là dựa vào kiểu là nó kiểu nó sẽ hợp lý với kiểu gia đình nhiều hơn. Đó, đơn giản vậy luôn. Thì các bạn nhìn đằng sau lưng mình đi, đây là các bạn có, đây là có gà, vịt vân 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 để cho mấy đứa bé chơi với. Bên kiểu mẹ mấy con này biết được lên vlog với trông mặt vui vãi. Kia thì đang có bắn cung nè. Đó là bên là họ là ui, trong quả bắn cung này hơi nguy hiểm hay sao nhỉ? Bình thường bắn người ta phải quay ra núi tự nhiên. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì đây là mấy cái ghế xong rồi sẽ đốt lửa buổi tối ở đây ấy. Tự nhiên dựng đây xong ngồi bắn cung, sợ thế. Setup cho để mọi người chơi bắn cung. À, đây còn có cả câu cá nữa chứ. Có luôn một cái hồ luôn để các bạn có thể ngồi đây câu cá. Nhưng mà nói là nhiều cái trò chơi ở đây nó dựa vào, nó sẽ hướng về kiểu mà gia đình nhiều hơn. Đó, còn có khá là nhiều người luôn mà họ không đến đây để có thể cắm trại ấy, nhưng mà họ đến đây để đa số chụp ảnh thôi. Nếu các bạn hỏi tại sao hôm nay mình đang đi quay mà chưa thấy Trang á, bởi vì Trang đang ngày đầu tiên là đi mà đi Đà Lạt này, thì là Trang đã có một booking để đi làm hơi khá là xa. Đó là vậy, mai Trang mới bay vô được, thì gia đình mình có đi trước và hẹn gặp là Trang ngày trưa ngày mai thì phải, thì mới bay vô đây và chơi với tất cả gia đình. Thì Trang sẽ hụt cái cơ hội mới có thể chụp ảnh ở những cái địa điểm này. Đấy, lúc ấy mình có chụp ảnh, mình trêu ấy, mà mình chụp ảnh thì mình có điện thoại qua mình trêu rồi. Đó, nhưng mà thôi, công việc trước các bạn ạ. À, chơi sau, đó, tội nghiệp Trang một tí thôi. Chứ cái này, mấy cái thứ mà chụp thiên nhiên như thế này, cảnh như thế này, thời tiết như thế này, ánh sáng mà phải đẹp như thế này thì kiểu gì Trang cũng mê. Đây là một người phụ nữ với một cái body nó cực kỳ nóng bỏng mà. Theo mình thấy trên kênh 14, người ta được báo là body này mẹ 1.000 mới được một. Đó, không cần tập tạ ngày nào, không cần tập gym ngày nào, nhưng body nó vẫn phải là bốc lửa, bốc cháy. À, đó. Cung này là cung dính. Trời ơi, tôi cứ tưởng là cung. Đây, 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 nhìn các bạn nhìn nhé. Kéo ra một cái, đó. Chân không cần dài nhưng vẫn phải gọi là hot girl. Đó. Nhưng mà bắn, bắn là ôi trời ơi, mẹ ơi. Đó. Tôi thích bắn cung vậy, hồi bé tôi hay làm cung bằng tre. Bắn B vậy. Xong rồi hay bắn bằng cây chuối. À, đó, nhìn cái răng kìa các bạn, thật sự cái răng nó to, phải gọi to là tổ bố luôn ạ. Đó. Bây giờ bắn cái bảng thì có thể hụt nhưng mà bắn cái răng thì trúng ấy. Phải để lấy cái gờ này chứ, bạn phải để lấy cái gờ này chứ. Trời ơi. Đã cẩn đòi bắn à. Ui mẹ. Lợn bắn cung. Ôi nó đau. Ôi nó đau. Bây giờ mình đang bắt đầu đi vô kiểu là mấy cái khu mà người ta trồng vườn ở đây á. Là người ta trồng kiểu là như cà chua. Hay trồng, nói chung không biết trồng gì ở đây nữa. Vô xem, đây là cái vườn cà chua đúng không ạ? Đây trước mặt mình luôn, đây là cái vườn cà chua nhé. Nhưng mà xung quanh có nhiều cái vườn khác nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang tham quan đúng là vườn cà chua thôi. Hả? Đó, nhưng mà cái này là người ta trồng trực tiếp ở đây luôn. Hả? Wow, miếng gà, quay miếng thịt. Kiểu bây giờ ông lấy mà mình đang mải quay á, xong rồi mình ngủ mất tiêu luôn. Lúc đấy mình đang quay kiểu là quay buổi chiều các bạn. Ở đây ngồi chơi vừa quay buổi chiều nhưng mà tối qua giờ mình chưa ngủ á. Đó, nên vậy lúc đấy chui vô cái lèo một cái nhìn ngủ mất xác luôn. Ủa bây giờ mới thức dậy cái là ăn luôn à. Nghe đâu ai nói mình ngáy to mà cả cái trại nghe được hết ạ. Mà tối ở đây á, thì họ đang cho mình ăn. Đó chính là một phần, đây là phần. Ui, tôi phát hiện ra một cái xúc xích trông giống con cu vãi. Trời ơi, trông nhạy cảm thực sự ạ. Đây là xúc xích đúng không? Holy fuck. Nướng ở barbecue à. Ui, giống đéo chịu được ạ. Của bên họ mà làm ra, mà tất cả cái này là ăn với cơm ở không? Trong cái này là lá dừa, lá gì? Chắc là chuối nhưng mà là chuối à, cơm lam. Thế đây là cơm lam quân lạc chuối đây. Và tất nhiên cái này sẽ kèm theo với một phần đây.
sao lại cơm lam lại quấn với cả lá chuối như nào nhở? Chứ ăn thử bao giờ ấy. Cơm lam thì người ta làm ống tre nhở, mấy ông trên kênh chat thì làm bằng ống nhựa nên đây lại còn quấn lá chuối. Uầy, khoai này, ăn khoai ngon này. Các bạn trước mặt luôn. Đó là tất cả loại thịt ở đây là có hết. Đó. Nhưng mà mới ngủ dậy một cái mình vẫn đang kiểu loay hoay quá, mình chưa biết đang diễn ra gì, cho mình đúng khoảng 5 giây nữa thôi là tỉnh táo. Cứ bóc cho ăn hơn. Ăn cả cái lá à? Bóc cái cơm này từ cái lá này. À, tôi hiểu rồi, nó vẫn dùng ống tre, ống nứa nhưng mà nó lót thêm một cái lớp lá chuối ở đây nữa. Ủa, ăn thì hơi mùi lá chuối đấy đúng không? Thử ăn coi có nhỉ. Cái này phải chấm với cả muối vừng. À. Lạc muối vừng. Tôi có quá nhiều ạ, thịt để mình có thể lá được chưa nhỉ? Sao cay á? Thế thì hơi cay. Xả hết nước suối à? Suối trong phòng á. Ờ, đang quay rồi. Bạn nhớ được cái nước nóng các bác. Không? Không? Đấy. Thịt này với nướng bìa bị cả vấn đề chính, bìa là nguội quá. Ngon thì ngon lắm, ngon ngon cũng chất nữa, có đồ ăn ngon nữa. Nó rất nhiều loại thịt. Chẳng ra hết là hơi khó. Cái nào vừa cay khổ nặng dã man. Và cái không cay thì ăn cũng được. Ngon hả? Thịt ngon. Đó, thì bơ nói vậy đúng rồi. Cái nào cay thì khổ nặng dã man, cái nào không cay thì ăn cũng ngon mà. Cay á. Thằng này nó đéo ăn được cay. Tôi ví dụ ăn cơm thì thỉnh thoảng tôi phải có tí măng ớt hay là có quả ớt tươi, tôi phải cắt cắt ra xong rồi cho vào muối tiêu chanh. Ừ, tôi thế thỉnh thoảng tôi phải đớp thêm miếng ớt. Cái bơ cay kìa, dưới này, con này xách keo dưới bơ. Ủa, có con gì bay bay ở cái đèn kia kìa. Nhiều vãi thế. Tôi sợ nhất kiểu buổi tối các bạn. Đây có cái gì, chương trình ca nhạc à? Freestyle. À, màn hình máy chiếu. Ra mấy cái chỗ này mà thanh niên mình đi thì hợp lý hơn đúng không? Kiểu buổi tối sẽ bật nhạc xong rồi nhảy nhót các thứ với nhau. Trong thời tiết có mưa. Mẹ. Hey. Quả cả mưa vàng này giống trong game Little Nightmare vậy. Hey. Hey. So pretty. Ôi. Wow, rất vàng à. Quả là mì xíu mại. Cái này ngon này. Còn hoàng là phở đúng không? Phở. Yeah. Phở dê. Phở lại còn để trong cái niêu đất phở dê. Yeah. Nhìn cũng ok đấy, nhìn ok đấy. Sáng sớm như này đúng ra là mình đã gọi một phần bò kho rồi. Với phần này đúng ra là của Bim. Nhưng mà Bim đi chăm cháu à. Nên vậy đi mất tiêu mà với thời tiết hiện tại đang lạnh như thế này á. Thì để đến này đây khoảng cỡ 5 phút là nguội hết à. Để thôi mình cố mình ăn giúp đỡ, hỗ trợ. Hỗ trợ đồng đội thôi. Wow, ngon. What, this not bad? Not bad. Try it. Try the sauce. Show it off. Ngon thế nhỉ? Wow, the broth is... Wow. Nước phở đây ngon ghê. Đỏ lắm. Nó là thanh, nó phải là thanh, nó it's very rich. What's rich? Nếu mà tính tôi bị kiểu bon mồm với tất cả những gì liên quan đến sốt cà chua và có hành ấy. Ví dụ như là đậu phụ sốt cà chua này, thịt viên sốt cà chua này, hay là cá sốt cà chua này. Ngon vãi cứt mà ăn với cơm nó bị hợp ấy. Nhiều ở Việt Nam là cái gì ta? Đặc à? Wow. Nó ngon chứ bộ. Ngon đấy, ngon. Ngày xưa tôi đi Nha Trang có quả cơm rang xíu mại mà ngon hơn khi ăn ba bát. Mà. Ngon vãi cứt. Ấy,
ăn viên thịt kiểu ấy. Ăn thêm ít mẹ rau mùi nữa. Có lẽ không phải là khen đảo đâu, khen đảo không phải là khen đảo, có lẽ không phải là lời khen hay là PR tracking gì đâu. Nhưng mà thật sự đồ ăn ở đây nó đối với mình nhá, món nào ra cũng ngon. Đồ ăn ở trại mà chuẩn bị hết như là ngóng qua đi, nó ngon riêng của nó, nhưng mà phải xuất sắc hết sức không. Nhưng mà sáng dậy thức dậy mới mở ra mới ăn mấy cái này nè, hai món mình ăn thử rồi, hai món nó kiểu như là người ta nêm tốt á, người ta nêm nó, người ta làm nó hợp lý á, hợp lý với thời tiết, ăn thấy cực kỳ ok, không chê. Mẹ mày đúng là mồm lợn, rơi ra còn đéo biết ạ. Lý với thời tiết, ăn thấy cực kỳ. Hai món mình ăn thử rồi, hai món nó kiểu như là người ta nêm tốt á, người ta nêm nó, người ta làm nó hợp lý á. Hợp lý với thời tiết, ăn thấy cực kỳ ok, không chê được ở đâu luôn à. Cái vấn đề đây là đúng là cái này là sứ mệnh. Làm hơi cay, nó phải là cay nữa mà nó kiểu nếu các bạn ăn nhiều á lại thì cái cay nó dồn lên á, nó hơi cay một chút. Cái đéo gì cũng chê, mà trừ cái đó ra không phải nàn được cái gì ở đâu cả. Cái này phải gọi tất cả các món trong menu của em á. Gọi thử hết đi. Được gọi bao nhiêu món nữa ta? Chắc cũng vài món nữa thôi. Thì hôm nay mình đã 1, 2, 3 rồi nè. Em còn bao nhiêu món nữa? Dạ, để em lấy menu cho. Mình. Ui, thằng này đang khoe là giảm cân mà nó lại uống nước ngọt này. Vãi cật trưởng thật. Vừa hoài đến gọi hết mình như ở đây mặt luôn. Thế mà cho em một cái bữa sáng live Âu nhé. Dạ. Em muốn thử gì nữa không? Thử nu xà bò không? Em nghĩ gì không? Thử ăn thế mà sao không béo á? Nu xà bò luôn nhé. Bữa ăn sáng này chỉ có hai anh em mình thôi. Mà hai anh em mình đã gọi đến 5 phần rồi. Tôi nhớ có một thời gian hai anh em rủ nhau giảm cân, anh Hoàng với cả Đáng Hiếu rủ nhau giảm cân, xong rồi hình như là giảm cân thành công hay sao ấy, tăng được mỗi người khoảng 6-7 cân gì đấy. Còn thách nhau tiền nong gì không ạ? Cực kỳ bất ngờ luôn, cực kỳ bất ngờ về cái chất lượng đồ ăn ở đây luôn. Có đầu tư, có tâm. Có đầu tư, có tâm mà nấu nó ngon, nó đoán chất lượng, mà ăn không bị nhẹ nặng nữa. Cái này mấy ngày bây giờ ý nhé, ăn nhẹ nhẹ rồi. Ăn nhanh đi, mẹ đến rồi. Mẹ đến mẹ sẽ chửi á. Ôi. Đang lên chất lượng lắm á. Chất lượng á. Ngon không? Đang đây thấy món nào ra cũng ngon hết á. Món nào ra cũng ngon lắm á. Món nào ra cũng ngon lắm ạ. Có bao nhiêu món? Gọi hết menu chưa? Gọi hết rồi. Ây. Cái nhà này như kiểu là có truyền thống gọi hết menu hay sao nhỉ? Ủa, lại xúc xích con cu. Yeah. Đây. Đây mẹ ơi, đã đi du lịch rồi, mẹ đừng có ới trời ơi con. Vào ngoài, ok. Để bọn con enjoy. 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 Ăn một bát bánh mì, một bát phở rồi xong lại ăn thêm quả đĩa đồ nguội này nữa thì mẹ. Giỏi à, thật sự đúng rồi. Mày ăn ngồi với ai? Là nghĩa là ai thích cái gì là thế được ép nó. Mía, vừa sống spaghetti, vừa sống spaghetti. Wow, có cả spaghetti ạ. Đúng rồi. Đéo phải quảng cáo đâu nhưng mà tôi ăn rất nhiều mì spaghetti ở Hà Nội này rồi. Mà ngon nhất không biết ở đâu, ở bệnh viện Hồng Ngọc. Bệnh viện Ngọc người ta có quả bếp, xong rồi trong đấy có quả đĩa mì spaghetti ngon thực sự luôn ấy. Cái đợt thằng Tùng tôi nằm viện hai lần ở đấy, lần nào cũng thế. Sáng nào vào thì cũng phải gọi một đĩa ăn, bị nghiện ấy. Hôm nay là ngày thứ hai ngoài Đà Lạt đấy các bạn ạ. Đúng ra là mình đang muốn kiểu là quay cho các bạn tất cả gì đã diễn ra ở cái trại này. Nói chung là vừa đốt lửa cùi này nọ, xem phim, nhưng hôm qua mệt quá rồi, trước khi mình đến đây là mình gần như là không ngủ luôn. Mà ngày trước đó mình gần như là không ngủ nữa, vậy là gần 3 ngày nó dồn vô. Để đi được đi cái này á, thì mấy ngày trước mình livestream đêm á, để nói chung là làm xong hết việc trước khi mình có thể được đi du lịch. Bây giờ mình mệt quá là mệt rồi. Hôm qua thật sự là gọi là đuối luôn à. Mọi người được cho mình cái feedback đó là mình cưa. Hôm qua mình cưa to, đủ to để cả cái trại nghe được hết. Nhưng mà chịu thôi các bạn, hôm qua mệt quá rồi. Không cách nào mình có thể thức được thêm nữa mà mình quay được cho các bạn xem nữa. Sau một giấc ngủ và khá là ngon thì hôm nay thì mình có nhiều năng lực, mình ngủ dậy mình khỏe
và mình có thể quay cho bạn nhiều thứ hơn. Việc đầu tiên ngày hôm nay đó là mình đi qua một cái trại nào trại chó hay cái gì cho mấy đứa bé chơi với chó hay gì đó trước, xong rồi mình sẽ ghé ăn trưa, và sau khi mình làm cái đấy xong mình sẽ đi qua một cái resort mới nữa, mình chưa biết ở đâu. Và qua bên resort thì mình nghe nói bên đấy có spa, cái xong rồi massage, và sau chương trình massage thì mình sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị đi xem Mây Lang Thang, đó là show Lệ Quyên. Wow. Đó là đấy là chương trình ngày hôm nay đến chiều tối luôn. Tối mình chưa biết mình làm cái gì, nhưng mà trước mặt đó là như vậy á. Đó, bây giờ let's go. Alright. Ok, hiện tại mình đang ở ngồi chỗ chó đây. Mình ra đây đa số để cho mấy bé chơi với tất cả là nhiều loài chó luôn. Ở đây thì mình thấy có là không thiếu một loại nào cả. Không nói không thiếu thì hơi điêu, nhưng mà nó Golden qua đến Bull Pháp, qua đến tất cả những chó gia đình nó gió kiểu cái gói nhập mấy nhó nước ngoài ấy là chính, không có chó cỏ thôi, thiếu đúng chó cỏ thôi. Mình đến đây để cho mấy đứa bé ngồi chơi với chó một chút, xong mình sẽ kéo qua nơi ăn. Nhưng mà một đàn cơ ghi đít to vãi này. Mục tiêu mình cũng đến đây nữa, đang gả mẹ mình coi có thể gả mẹ mình, có thể nuôi cho mình nuôi một con Golden được không. Thật sự là mình không cần phải xin phép đâu, nhưng mà nếu mà mẹ mình kiểu ủng hộ thích ấy, lâu lâu gửi qua nhà tí cũng được đó. Có thể chính là nó to thật thôi, đang sợ nhà nó y ỉ nhiều quá thôi đó, nhưng mà nó to thật má mà. Ui mẹ, nhìn mấy con cơ ghi đít to trông thích thế nhở. Má mà có thể nuôi thêm con này nè. Con vào màu nâu nè. Đây đây nè. Con màu nâu hết đó. Châu ghê gì. Con này không dùng lâu nhá. Con này là chó gia đình. Con này là đúng là chó gia đình luôn. Con này hiền lắm. Đó đúng ý nghĩa gia đình. Một là con đấy, hai là con kia. Con kia là Bulldog Pháp. Ừ đấy, con Bulldog Pháp này đẹp. Hốt kích cái gì. Ủa, con này to vãi. Ừ, con này con gì khổng lồ nhỉ. Đây con nói rồi. Mấy con này là kiểu đúng chó gia đình luôn. Mày thấy dễ thương chưa? Nó chơi với trẻ con à? Nó là chuyên để chơi với trẻ con. Ủa thế à? Này, chính ra mẹ duy trì cái trại chó nhà riêng tiền ăn cho cái bọn này thôi, đông nhung nhúc như thế này cũng tốn kém phết đấy nhờ. Chuyên bảo vệ. Để con này tên của nó là chó gia đình luôn mà. Dạ. Yeah. Con này bảo vệ trẻ con biết này nhỏ là nó lo lắng lắm á. Thân thiết lắm luôn á. Ai à, khó quá. Khó quá, nói như mức độ đó vẫn chưa lấy được con chó. Ê, có đây nó bán chó luôn. Dù mẹ sắp được cái con câu đần rồi. Sắp rủ mẹ được con câu đần rồi. Câu đần á? Ok. Đang rủ. Mẹ đang nhìn kiểu đam mê thích. Nhưng mà con đấy hợp lý không? Không nuôi. Đi. Lấy con thôi, lấy đúng một con thôi. Nó ỉa to như nhà mình có vườn mà nó ỉa trên vườn hoang không à. Ấy chờ tí, cô đẹp, cô đen nữa, cô đen. Đấy. Ôi, cô xinh vậy. Mẹ mà, cô đen mẹ ơi. Cô đen kìa. Cái đít to vậy, thế con này mẩy vậy. Yêu ơi, siêu vòng 3. Mẹ mà, cô màu đen kìa. Kìa. Nó có đuôi luôn hả? À, nhìn mấy con cơ ghi thích thế nhở? Cardigan á. Nè, cô đen cardigan nè. À. Đần ơi là đần. Mẹ mà nhìn kìa, đần chưa? Đuôi nó to mà. Ok, bây giờ hiện tại là mình đang ở đến cái nơi địa điểm ăn trưa ngày hôm nay. Đó chính là Tâm Nguyên. Đây, Hoàng tả đây là cái đồ ăn ở đây là cực kỳ ngon. Họ chỉ nấu cho khoảng nhiêu đấy khách mà đặt hôm trước thôi. Cái này các bạn phải đặt trước, trả tiền trước, xong rồi mới đến đây ăn. Thì cái này, tất cả cái này là Hoàng book từ ngày hôm trước rồi. Và mình nghe nói đồ ăn ở đây phải nói là đỉnh cao của chớp luôn. Đó là bên đây nó chỉ là đặt trước mới được, và gần như là quen biết nhau thì mới ăn kiểu đấy á. Đó, toàn là người chỗ là người này người kia giới thiệu cho về chỗ này ấy, bởi vì nó ngon ấy thì mới đến tai này, chứ không có quảng cáo, không có gì cả, không bán lề đường, không có gì cả. Đi cái đường này các bạn không biết biết để dừng để ăn cơ. Đó là như một hai cái đường dài. Đó. Nhìn để đấy cơ mà đến đây ăn mình không biết đâu, chẳng biết biết đâu. Đây là cái dễ hiểu nhất luôn cho các bạn xem. Đây là các bạn đọc được luôn. Đó. Tâm Nguyên ở đây đặt trước thông qua số được một trước một ngày. Nếu các bạn chưa đặt trước cơm làm vào gà nướng heo muối xin đừng xuống. Dễ thương đấy nhở. Các bạn đã đặt đồ rồi xuống xin đọc 3 số cuối điện thoại hoặc tên mình cho người đứng bếp, không mang chó mèo vào. Đó. Ủa mình ngồi đây luôn à? Ngồi là ngồi đất luôn à? Ok. Ở đây mình có là cái gì là gà đúng không? Đây là không? Đây là gà nướng. Đây là cái gì Hoàng? Đây là gà nướng nè.
Đây là heo rừng. Mướp nè, cái này còn cái này mới ăn cơm là cơm với cơm lam luôn đúng không? Đâu xem cách ăn coi. Đâu full combo như nào? Cứ lấy tay. Ủa cái này ăn tay à? Tất cả này ăn tay hết. Alright. Nhìn có vẻ thú vị nhỉ. Thôi mình thử coi. Cái này đúng không? Cơm không? Mà mình xé không? Thử coi. À, thật là nhớ. Wow. Ngon. Thật là em ăn quá. Ngon. Thật ngon thế nhỉ. Wow. Không có công nhận là cái đéo gì nướng nên ăn cũng ngon không? Nhất là nướng với cả than hoa. Thịt cũng ngon, gà cũng ngon, thịt lợn cũng ngon, xúc xích cũng ngon, trứng nướng lên cũng ngon. Wow. Phải nói luôn, nó mềm, ơi là mềm, nó mềm, kiểu quá đáng luôn đấy. Dạ. Sao bắp bỏ? Mình giới giờ mình mới được thử mà đúng là heo thôi. Phải nói là siêu ngon là có thật. Hoàng xé. Ôi xin. Ôi nóng. Đấy, cái đùi gà nhá. Trước cái đùi gà nó còn một khúc xương nó dài. Dài như thế này này. Cái khúc đấy ăn mới ngon. Ôi. Bố tôi ngày xưa hay chặt cho tôi xong gọi nó là cái đùi bên dưới quê tôi gọi là cái còng, hiểu không? Xong rồi trước đấy bố tôi hay gọi là cái âu còng ấy. Để ngon vãi cả cứt thế. Nó là thịt nâu ấy, được. Ôi. Yeah, that's really good. Yeah. Wow. Wow. Wow, nhìn cái miếng da gà kìa. Wow. Sao làm được cái da nó giòn đấy nhỉ? Cái này là thật. Mẹ, mà cái đĩa gà nướng này mà có thêm cả một đĩa xôi nữa thì sự phải đặt gậy xuống để ăn thôi. Chứ không, bởi vì mình phải ăn bằng tay á. Mình phải ăn bằng tay á, nên vậy. Nó hơi khó nếu mình không cần gậy. Đây nhiều chứ con cơm không? Wow. Muối cho bà ăn cái gì? Ngon thật ra. Quá đáng vậy. Hơi ngon, hơi quá đáng thật. Đéo ăn được xôi à? Wow. Wow, không điêu. Các bạn thật sự có cơ hội mới lên Đà Lạt, các bạn hãy nên. Tất cả nhà hàng mình nói rồi, là tất cả nơi mình đi rồi. Tất cả những gì mình ăn ở đây Đà Lạt rồi, không phải là chỉ đi lần trước này thôi. Đi từ trước đến giờ luôn, các bạn hãy nên thử. Gọi lên và đặt một chỗ, một vé để được ăn. Và đồ ăn ở đây thật sự xứng đáng giả man. Mình bắt đầu mình nghe nó hơi phức tạp một tí, phải đặt vé này nọ. Và bút trước này nọ, nhà hàng nó nghe rất là exclusive. Nghe phức tạp quá để đi chơi ở ăn uống á. Nhưng mà xứng đáng giả man luôn thật sự. Nó chỉ là món đơn giản thôi. Và tại sao
làm một con như thế này nhỉ. Tất cả đồ ăn này thì chỉ có nhiều đây thôi. Các bạn muốn thêm, gọi thêm bất cứ cái gì đó khác cũng không được. Không được gọi thêm. Nó chỉ người ta chỉ đặt nhiêu đấy, người ta làm đến đấy. Bây giờ có cơ hội mà gọi là đi vô Đà Lạt tiếp và mình đi với đông anh em hay là đi với bạn bè, chắc chắn là 100% không nói điều phải đến để ăn là. Tháng này nghỉ hơi nhiều. Tháng sau chắc là tôi sẽ lên Đà Lạt một phát, đi khoảng 2 ngày. Vừa đi nghe ca nhạc, vừa đi ăn thử và xem mẹ trông thèm thế nhở. Wow, mình làm cái này cũng hay, bởi vì bây giờ kiểu là mình đang thèm thêm á. Ăn quá nhiều quá thì người ta sợ ngán, nhưng mà thật sự ăn mà thèm thêm. Bây giờ chưa tính gì cả, chưa ăn xong mà đã tính đến bước mà quay lại đây ăn rồi. Nghiện dã man. Đúng quá, nhưng mình ăn nhiều cơm này ghê, nhưng mà trời ơi má, mày ăn hết thịt gà rồi mày ăn xôi thằng mẹ. Được giới thiệu là nên chấm với cái sốt xanh này. Sốt xanh này là cái gì mình chưa rõ. Cái này là sốt gì ở bên? Sốt không biết đâu. Biết là lá này lá trên thọc, lá trên rừng, mà lá gì là cô không nói. Yeah. Không biết lá gì không? Yeah. Bí mật. Đó. Biết ngon là được. Ok hai mọi người. Anh thay mặt Bơ chia sẻ vài cái quy định cho của Á Dung của hắn. Cô chủ quán tên là Loan. Cô thì có một vài quy định như này. Thứ nhất là mình muốn ăn mình phải đặt trước, mà cái khung giờ đặt của mình gọi điện cho cô là chỉ được là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, và từ 1 giờ đến 4 giờ mình gọi điện book cho ngày hôm sau. Mình không book sớm hơn được. Quán đến thì mình phải cho biết là số lượng người bao nhiêu, người lớn, em bé bao nhiêu, và cô sẽ tính tiền cho mình dựa theo cái số lượng người mình báo. Quán không có menu nha. Rồi mọi người chuyển khoản tiền cho cô trước. Nếu mà mọi người đến trễ sau cái giờ ăn, cô chỉ mở là từ 10 giờ cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau thôi. Đến sau giờ đó quán không mở. Mọi người đến trễ thì sẽ mất tiền, không được mang đồ ăn về. Ok. Lý do tại sao cô làm như vậy ấy, là bởi vì cô bảo là đồ ăn cô muốn cho mọi người phải ăn ngon. Nếu không ngon cô không cho. Đơn giản vậy thôi. Vì thế khi mà mình đến mấy giờ mình phải đến đúng giờ, cô sẽ làm cho mình perfect đúng giờ đó luôn. Và anh công nhận thật, đồ ăn đây siêu ngon thiệt. Nếu mà khi mà ăn đúng giờ đó, da gà nó còn rất là giòn, ăn rất là ngon. Vì đấy anh khuyến cáo mọi người lên lên thử ở đây và cũng lên đến đúng giờ. Tại vì thân thì thân thôi, chị em vậy thôi, chứ không đến đúng giờ thì cũng mất tiền à. Ok. Ấy thì mà cứ nghe Hoàng rồi đó, ở đây thì thật sự để nghe hơi phức tạp một tí, nghe nhiều luật một tí, nghe nhiều luật nó nghe kiểu vô lý dã man luôn. Đấy là các bạn kêu là về đặt đồ ăn rồi trả tiền rồi mà không được mang về, nghe nó kiểu oh my god, nhưng mà nó xứng đáng. Và bây giờ các bạn có cơ hội mà đến Đà Lạt chơi thì hãy nên trải nghiệm qua ăn uống ở đây ít nhất một lần để thử biết. Đây là một trong những cái nơi mình ăn mà phải gọi là ngon nhất. Đây là kem bơ, đây mình đang thử đây là kem bơ mà được anh Hoàng gọi là giới thiệu nặng tay lắm luôn. Có ai đéo ăn được quả bơ giơ tay. Tôi đéo hiểu sao từ bé giờ tôi đéo thể ăn được quả bơ. Quả bơ là quả màu xanh xanh mà cắt cắt thành tròn, xong ở giữa nó có cái hạt hình tròn ấy. Đéo ăn được thế. Một cái kiểu bị ngậy ngậy không béo béo thế nào ấy. Kem này ngon dã man. Cái là kem bơ sầu riêng. Nó ngon dã man luôn ấy. Này sầu riêng nè, bơ nè, dừa nè, vani nè. Cái dừa cũng bị xanh xanh. Wow. Còn taro nữa chứ, cái này màu tím này chắc là taro rồi. Ngon. Ngon lắm mẹ ơi, con đúng đùa. Điêu làm chó mẹ, ngon dã man luôn ấy. Mẹ thử đi, mẹ ăn cái mẹ. Nên ăn cái điêu làm chó. Ê lỡ rồi, quả kem ly nữa mẹ ơi. Uầy, kem này mà bán rồi như là mấy tiệm kem ở Sài Gòn là chết giá luôn á. Cái này cái hàng ngon quá. Quá đáng. Ok ạ. Ui giời ơi, ông làm vlog ông lại còn chia tập ra mà nấu cả ruột. Đấy, tôi đi đâu thế mà mấy ngày tôi cũng phải dồn hết vào tôi làm tập xem nó đỡ khó chịu. Ông làm kiểu 30 phút một tập thế này bao giờ không? Đấy, thế nhở? Hóng tập 2 vậy. Theo như lời anh Độ thì anh Hiếu không khó chịu ra video gì cả. Em cũng thấy thế. Không chịu khó ra video. À ừ. Cái chuyến đi Đà Lạt này của nó hình như là nó chắc là nó đi phải được nửa tháng mẹ rồi bây giờ nó mới ra video. Thằng này nó khác với cả tôi. Là nó đi chơi về xong rồi nó sẽ chuyển video sang cho người khác edit. Xong rồi nó còn xem đi xem lại, xong rồi chỉnh đi chỉnh lại các thứ, xong rồi nó mới public lên. Còn tôi là cái kiểu lần nào cũng thế, tôi đi chơi về phát là tôi sẽ ngồi vào máy để tôi làm luôn.
tôi làm xong hết rồi thì tôi sẽ chiếu một mạch luôn. Bình thường rồi tôi sẽ nhỉ, tôi tự làm thì nó hơi mất thời gian, nhưng mà nhất tất cả những cái gì mà tôi đi mà tôi trải nghiệm rồi tôi sẽ thấy hay thì tôi sẽ nhét vào đấy, kiểu kiểu tôi là nó như thế, nhưng mà mất thời gian vậy đấy. Cuối tháng này bọn tôi đi Hạ Long 3 ngày này, 3 ngày sau khi mà đi về thì kiểu gì tôi cũng sẽ phải nghỉ thêm một ngày nữa để tôi cắm mặt vào tôi làm vlog. Nhưng mà làm thế thì nó ổn áp ly hoa hơn, hơi mất thời gian một tí thôi. Thì có gì cuối tháng này tôi sẽ thông báo lịch nghỉ xong. Nhưng mà tình hình là sẽ phải nghỉ khoảng 4 đến 5 ngày đấy, cỡ cỡ đấy. Cảm ơn Trần Anh nha. Hey, làm gì có vlog bình định phần 2. Ông bị làm sao ấy, ông bị lộn lộn rồi. Tôi search cho ông xem nha. Missy Gaming Bình Định lấy đâu ra? Ủa sao nó vẫn sắc ghét cái Quy Nhơn phần 1 này lên là thế nào nhỉ? Vô lý thế nhỉ? Cái này là từ năm 2020 rồi. Lâu rồi các bạn. Đấy là tôi của ngày xưa, nó khác. Mẹ con người ngày xưa nó lười biếng, nó không biết giữ lời. Lời nói chót lưỡi đầu môi, các ông thông cảm. Nhưng bây giờ đang nói là cái câu chuyện bây giờ đây này. Lần nào đi chơi về cũng thế, các ông xem lại vlog miền Tây, các ông xem lại vlog Cao Bằng các thứ xem. Gói gọn hết 3 ngày trong một tập thôi, xem là xong. Ui, 5 triệu view rồi. Kinh nhỉ. Ông có muốn xem video Quy Nhơn này được bao tiền không? Anh em mình cùng bấm vào xem được bao nhiêu tiền nhá. Cho các ông xem. Ui, được mẹ, được 1.000 đô. Rồi, đỉnh vãi cả đái ạ. 1.000 đô và được 8.000 sub với cái video này. Chất lượng ấy. Em đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm mới về chiều nay này. Ừ, bọn anh cuối tháng này mới bắt đầu đi. Hôm qua tôi vừa rủ được thêm một thằng nữa đi. Nên là tôi nghĩ là cái vlog của nó sẽ vui đấy. Hôm qua vừa rủ được bạn Hoàng Văn Kho đi. Bạn Hoàng Văn Kho thì người Hải Phòng, nên là chắc là bạn ấy sẽ đi xe máy hay là đi xe đạp hay là đi bộ gì đấy đi ra Hạ Long, rồi anh em tôi cùng nhau lên thuyền luôn. Tình hình là như thế. Ôi, 11:30 tôi chuyển sới qua bên Nemo luôn đây. Tôi thông báo lại một tí là ngày mai cưới đang khơi mõm nên là tôi sẽ nghỉ stream các bạn nhé. Còn bây giờ thì bạn nào xem tiếp qua Nemo.tv gạch Missy. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ và thật là nhiều năng lượng. Bye bye. Làm việc hàng hai đến hết sức thì thôi. Qua thời gian tôi mãi cứ nghĩ vu vơ về cuộc đời. Vì cuộc sống là thế, vốn gì chẳng tô vẽ nên con người. Ta tự lo tự lắng cho cuộc đời. Mong một ngày ta vẽ nên được bức tranh để tăng bản thân. Dù ngày mai sẽ có sóng gió bao tố vây quanh mình, ta sẽ cố vượt qua bên gia đình. Lo sợ chi khó khăn, sống như thế mới đúng đời. Sống như thế mới đúng đời.